không có thể nghĩ được, dạ không có thể nghĩ được rồi, ui kỳ tích chỗ cái gì đấy, không biết là nó làm được cái tờ gì. À nãy quên một cái mùng kia một chỗ nhiều lắm, rất là đừng thở thôi. Không hay à? Quay này mà bảo gì thế thì đang bảo là các đấy vui. Có ai nhìn thấy hơn mà lại đâu? Có tiền không ạ? Có tiền không? Có tiền đấy. Có bằng 2 đô. Đưa một đồ lên bắt giữ anh nào. Đưa bài phát đi cho nhanh. Đưa con. Kiểm tra sau đi. Người 2 cái 1. Người 2 cái 2 tay. Có tiền đấy. Có 10.000 à? Có 10.000 à? Con ai à? Thế Hành đứng vào đi Hành ơi. Em bảo đó. Mấy thằng con cục này nó quỳ đề riêng cho nó. Ngồi bên kia kìa. Mấy đội thanh niên ngồi bên này không sang bớt sang bên này này. À mình chia nhá. Chia cái đó thôi. Ngồi đây. 1, 2, 3, kim chi nhá. Bà ngoại đâu rồi? Đứng rồi. Bà ngoại đứng lại đi.
tách tách quá. Đấy. Cháu ghét cái ảnh của cháu vãi thôi. Làm lại đi. Bây giờ làm lại đi. Cười tươi lên thắng. Đẹp quá, nhà phát sinh đẹp quá. Cả nhà nhá, nhìn cả nhà luôn. Nước khác tại sao đấy? Con này mình nhìn xong bảo thảm. Gần vào một tí đứt. Tiểu đội à? Bây giờ vào đây chị bác sĩ con trà chờ đấu. Đinh Hưng Nguyên. Cười nào, 1, 2, và Linh cười mới tươi, mới đẹp. Từng người nhìn từng máy thôi đi. Bên. Đứng thẳng. Anh lên. Rồi, biết rồi. Đứng thẳng lên cháu. Dạ. Rồi, mua hiểm chưa? Biết gì? Nào, đi nhảy. Cô gửi rồi. Cô con này xinh trai thế. Tôm ơi. Đây, 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 Tôm ơi. Mà nó cứ diễn. Nhìn nhìn kệ. Có thành viên xuất sắc. Cảm ơn, tiến lên cửa một tí. Đấy nha, rồi. Cười nào. Chúc mừng năm mới. Nào cô nói lại nào. Đi chơi từ bé thôi. Chiếc giòn lắm. Ở Phú Yên nhiều chiếc giòn lắm.
Rồi. 1 2 3 Go. Sao lại nhạt thế nhỉ?